Sẽ đấu thứ hai nha các bạn. Kèo đôi công 33 giữa Huy Con và Sang Hoa Gan. Một không cho Huy Con. Sẽ đấu thứ hai này là bên Huy Con phát xả nha các bạn. Sẽ thứ nhất là đứng phát, sẽ thứ hai này phát xả, phát thoải mái. Bên Sang Phan Giang phát dùm, đếm một đều. Quá tốt. Chia đi, chia ra đi, đủ má ngồi chung đen thui. Điểm 2-1. Pha xử lý quá không khéo của Huy Con nha các bạn. Điểm 3-1. Ui, vịt kép một số được, cứ về đi. Chơi đi. Như vậy là mình dịch vừa. Đừng có đánh sạch, đâu đánh sạch người ta nói mình chứ trời. 3-1. Mà là biết con nó nằm đâu rồi đó. Này lưới anh à. Biết lấy giờ rồi. Ra, tắt ra, không ngồi chung, tắt ra đi. Một pha bóng 2 mét nha các bạn. Điểm 4-1. Tắt bóng ra ngoài. 2-4. Xin đôi sao chú bạn? Phạt bóng quá khó chịu của nhân nhỏ các bạn. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 3-4. Điểm 3-4. Phạt bóng chạm cọc giới hạn của nhân đầu vàng. Điểm 5-3. Pha chắn bóng tốt của Huy Con. 6-3 nha các bạn. Và nổ sân của Sang Phan Giang. Điểm 4-6. Bóng vẫn còn nha bạn. Vẫn còn, quá hay cho tiền bơm. Làm sao? Hai pha liên tiếp của tiền bơm, thủ quá xuất sắc nha bạn. Đi nè đi. Tới ai? 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 Tới ai
4 à. Đếm 74. Bóng chạm ta chắn ra ngoài. Điểm 84 cho Huy Con, đổi sân nha các bạn. Tiếp tục điểm 84. Phát bóng ra ngoài. Điểm 58. Đánh bóng ra ngoài của Sam Phan Giang. Điểm 95. Có phần may mắn cho bên này các bạn. Bóng nó không giật viền là vô sân à. Điểm 69. Bắt bóng ăn điểm trực tiếp của nhân đầu vàng. Điểm 79. Và nổ xăng của Huy Con. Điểm 07. Điểm 8-11. Bỏ trắng luôn. Vẫn còn nha các bạn. Ôi ôi, truyền kỳ quá đẹp. Điểm 9-11. Điểm 9-1 nha các bạn. Kèo này số lớn nha các bạn. Huy Con vô xăng là số to không nha. Đánh bóng ra ngoài của Huy Con. Điểm 10-11. Cho bạn chạy cái tắt ra ngoài bác các bạn chạy. Cho bạn đi sao ta quên. Tay đùa cái chắc luôn. Không phải tay đùa nữa rồi. Ôi một cái chắc luôn mà. 10-11 nha các bạn. Điểm 11 đều. Ôi.
Điểm 11 đều. Quá gay cấn. Một pha bỏ nhỏ dưới lưới của Huy Con. 12-11. Ông quên quên luôn rồi. Thầy ơi, thầy ơi. Chỉ có đẳng cấp sang lại là. Kể cho bên này lên ba bóng luôn nè, muốn yếu lắm. Lại tiếp tục đánh bóng ra ngoài của Huy Con nha các bạn. 13-11. Một ngày lội ngược dòng của San Phan Rang. Quá tốt, 12-13. Nha các bạn. Bật bóng dưới lưới. 14-12. Nha các bạn. Hàng sáu bên Huy Con lặng thinh hết rồi. 13-14. Đánh điểm 16 tới thắng nha các bạn. Trời này hơi tối nên quay nó hơi mờ tí, các bạn xem thông cảm nha. Bước 1 quá tốt. San Phan Rang bữa nay quá sung. Mười lăm, mười ba. Quá hay cho sang cao cao luôn các bạn ơi. Chắn tốt. Kết thúc trận đấu thứ hai, bên San Phan Rang thắng với tỷ số 16-13 luôn các bạn. Nhân đầu vàng phát bóng quá khó chịu.